Chúa ơi, con muốn thờ phượng Ngài bằng trọn cả linh hồn của chúng con. Đôi khi chúng con chỉ thờ phượng Ngài bằng năng lực của chúng con, bằng khả năng của chúng con, bằng vị trí của chúng con, bằng vai trò của chúng con. Chúng con chỉ thờ phượng Ngài bằng Chúa ơi rất tiếc phải nói ra, nhưng Chúa ơi, chúng con chỉ thờ phượng Ngài bằng vỏ bọc của chúng con mà thôi. Chúa muốn nhìn thấy chúng con thờ phượng Ngài bằng tất cả linh hồn, bằng tất cả sức lực, bằng tất cả tâm thần của chúng con. Và chúng con đã làm được điều đó chưa? Chúng con đã từng mơ ước được ở trong tình yêu thắm thiết của Ngài và được Chúa Ngài đổ đầy mỗi ngày chưa? Chúng con đã nói với Chúa bao nhiêu lần rằng chúng con yêu Chúa rồi chúng con lại quên đi. Chúng con lại yêu thế gian nhiều hơn yêu Chúa. Anh chị em yêu dấu, buổi tối ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nói với Chúa rằng lòng yêu Chúa thiết tha. Yêu Chúa thiết tha bằng tất cả tấm lòng. How I love you Lord. I love you Lord. We don't con đi yêu Ngài.
Giê-xu Chúa của chúng con. Giê-xu, Giê-xu, người con.